Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị đã quá quen thuộc với quả chanh rồi đúng không ạ? Thông thường chúng ta chỉ sử dụng chanh như một loại gia vị, thế nhưng bạn có thể thấy rằng 2 năm trở lại đây, các quán trà chanh đã làm mưa làm gió trên thị trường đồ uống Việt Nam với đủ các loại nước thơm ngon được pha chế từ loại quả nhỏ bé này. Sở dĩ trà chanh được nhiều người yêu thích và nghiện đến thế là do những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Loại nước này không chỉ giúp bạn loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể mà còn phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm như là tim mạch, ung thư và tiểu đường nữa đấy. Thậm chí nó còn được coi là một loại thần dược để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vậy chúng ta nên pha chế nước chanh như thế nào để có được những lợi ích sức khỏe đó? Và khi sử dụng thì chúng ta cần lưu ý điều gì hay không? Tất cả sẽ được Sống Khỏe Mỗi Ngày giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cách pha chế chanh thành những loại nước thần dược ai cũng nên biết sớm để bảo vệ cho sức khỏe, cụ thể như sau. Đầu tiên đó là nước chanh xả. Xả có hương thơm hấp dẫn và có công dụng điều hòa cũng như cải thiện chức năng của hệ thần kinh, làm giải tỏa căng thẳng ngay lập tức. Xả có thể giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, với vị cay nồng của xả còn giúp đốt cháy chất béo, hỗ trợ ngăn chặn quá trình tích lũy mỡ trong cơ thể. Trong khi đó, chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như trong làm đẹp. Nhiều thành phần chính là vitamin C, chanh giúp đào thải độc tố, tăng hệ miễn dịch và kiểm soát lượng đường trong máu. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chanh và xả sẽ tạo ra thức uống ngon, giàu vitamin và cũng là thức uống giúp detox, thanh lọc cơ thể, giảm mỡ bụng cực nhanh, thon gọn vóc dáng và làm đẹp da. Công thức chế biến nước chanh xả thơm mát như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm từ 1 đến 2 quả chanh tươi. Chọn quả chanh tươi, nhiều nước, cắt làm đôi rồi vắt lấy nước cốt để riêng ra một bát. Có thể thay thế bằng chanh leo và bạn cắt làm đôi, lấy thìa, nạo hết phần ruột cho vào dây để lọc lấy nước và bỏ hạt. Xả rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ rồi đập dập. Cách thực hiện như sau. Bắc nồi nước lên bếp đun trên lửa nhỏ, sau đó cho xả vào rồi đun sôi khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Sau khi nước sủi thì tắt bếp, tiếp tục cho một túi trà vào để ngâm khoảng 5 phút. Đợi nước nguội, dùng dây lọc lấy nước, đổ vào bình và bỏ bã. Cho nước cốt chanh và mật ong vào rồi khuấy đều lên. Mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy, uống một ly nước trước khi ăn, phần nước còn lại thì để trong tủ lạnh và uống dần trong ngày. Thứ hai, đó là nước chanh mật ong. Mật ong có chứa nhiều vitamin quan trọng và các chất chống oxy hóa. Do vậy, khi kết hợp chanh với mật ong sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như làm sạch gan, thanh lọc cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, làm đẹp da, giảm cân và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, thức uống này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và là một phương thuốc tốt cho phòng chống bệnh cảm cúm, đặc biệt là vào mùa lạnh. Không chỉ bởi chanh và mật ong có đặc tính chống khuẩn, chúng còn là chất chống oxy hóa hiệu quả và có chứa nhiều vitamin C tốt cho cơ thể. Ngoài ra, chanh mật ong cũng là thức uống tự nhiên nhất, giúp đánh bay mùi của khoang miệng sau một đêm ngủ dài. Nước ấm mật ong và chanh không chỉ đem lại cảm giác tươi mới cho bạn vào mỗi buổi sáng, mà đồng thời còn giúp giết chết vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm một quả chanh tươi mọng nước, 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất và 300ml nước ấm. Cách pha chế như sau. Vắt nước cốt 1/2 quả hoặc một quả chanh vào trong một chiếc cốc thủy tinh, tùy thuộc vào bạn có thích độ chua hay không. Dùng thìa vớt bỏ hạt và cho vào khoảng 300ml nước ấm cùng với 2 thìa mật ong rồi khuấy đều lên là đã có thể uống được. Lưu ý rằng với phương pháp này bạn nên uống sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ khoảng 30 phút sẽ là tốt nhất. Bạn nên uống hỗn hợp này mỗi buổi sáng sau khi thức dậy 30 phút, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Lưu ý rằng bạn nhớ phải vệ sinh răng miệng trước khi uống nước chanh mật ong. Thứ ba, nước chanh pha với nước muối loãng. Rất nhiều người thường pha chanh với đường, tuy nhiên cách này lại không hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Bạn nên pha nước chanh cùng với muối loãng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nước chanh muối có tác dụng tương tự như nước chanh pha loãng. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy ngán việc uống nước chanh pha loãng thì có thể thay thế bằng nước chanh muối. Khi muốn uống nước chanh giảm cân, chỉ cần dùng 1/2 quả chanh cùng với 250ml nước ấm, thêm vào đó là một ít muối trắng. Để thuận tiện hơn, bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn chanh ngâm muối để pha nước uống cũng rất tốt. Nước chanh muối sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân, tăng cường cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, nước chanh muối còn giúp giảm mỡ bụng và làm đẹp da. Thứ tư, chanh pha loãng cùng nước ấm. Đây là một cách uống nước chanh phổ biến nhất. Khi pha, bạn chỉ nên pha nửa quả chanh với 500ml nước lọc. Pha với nước ấm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ một cách tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần phải hạn chế ăn các chất béo, không ăn vặt và không dùng thức ăn, nước uống có chứa nhiều calo.
dùng nước chanh pha loãng hàng ngày sẽ giúp da của bạn thêm hồng hào và tươi sáng hơn. Thứ 5, nấu nước vỏ chanh. Vỏ chanh có chứa pectin làm hạn chế hấp thụ quá nhiều năng lượng từ các thực phẩm nạp vào trong cơ thể, từ đó hỗ trợ hiệu quả việc giảm cân tại nhà. Cách thực hiện như sau, bạn lấy vỏ chanh rửa sạch, đun sôi 10 phút với 200ml nước sạch, sau đó tắt bếp để nguội và uống thay nước lọc bình thường. Nước vỏ chanh có vị the và đắng, khá khó uống nhưng bạn tuyệt đối không được pha với đường. Thay vì đó, sau khi uống nước vỏ chanh giảm cân, bạn có thể ăn một loại trái cây có vị ngọt mát và ít năng lượng để làm tan đi vị the đắng như ổi hoặc táo. Thứ 6, nước chanh dứa. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 250ml nước cốt chanh, 250ml nước ép dứa, có thể thêm 30ml siro cherry và 1 lít nước lọc. Cách làm như sau: đổ nước ép dứa vào bình, thêm nước cốt chanh và nước lọc vào khuấy đều. Đổ siro cherry vào trong ly, thêm đá viên lạnh, sau đó đổ nước chanh dứa vào là được hỗn hợp nước chanh dứa cherry thơm ngon và bổ dưỡng. Dứa ngoài công dụng giải khát hay dùng trong ẩm thực hàng ngày còn có rất nhiều công dụng khác, điển hình như sau: tăng cường hệ miễn dịch. Trong dứa có chứa đến 130% vitamin C, ngăn cản các virus gây bệnh, kích thích bạch cầu, chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tác động xấu của các gốc tự do. Dứa cũng giàu canxi, giúp phục hồi và tăng cường hệ xương. Chất beta-carotene trong trái dứa rất tốt cho thể lực. Ngoài ra, dứa còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, giảm các cục máu đông, tốt cho tim mạch và giúp làm đẹp da và giữ dáng. Quý vị thân mến, như vậy chỉ với loại quả nhỏ bé có sẵn ngay trong căn bếp đã giúp chúng ta có thể có một cơ thể khỏe mạnh để phòng ngừa nhiều bệnh tật nguy hiểm rồi đúng không nào? Tuy nhiên, trước khi sử dụng chanh, bạn cũng cần lưu ý rằng có 4 đối tượng sau tuyệt đối không nên uống nước chanh, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn, khiến cơ thể bị ngộ độc, lợi bất cập hại. Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu xem đó là những đối tượng nào quý vị nhé. Những đối tượng tuyệt đối không nên uống nước chanh. Đầu tiên, đó là người có bệnh dạ dày. Uống nước chanh quá nhiều có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng như hội chứng trào ngược, bởi chanh là một trong những trái cây có chứa nhiều tính axit nhất. Nếu người thường bị trào ngược, ợ chua thì khi uống nhiều nước chanh, bạn sẽ làm cho những triệu chứng này nặng hơn, thậm chí có thể khiến cho cơn đau dạ dày tái phát và phải nhập viện. Nên dù có khát thì người bị dạ dày cũng tuyệt đối không nên uống nước chanh, mà hãy thay bằng một loại nước khác như nước lọc, nước nghệ mật ong sẽ rất tốt đối với căn bệnh của bạn. Thứ hai, đó là người đói bụng. Nhiều người khi đói bụng thường tự pha cho mình một cốc nước chanh đường và cho rằng để mất đi cảm giác đói. Nhưng trên thực tế, khi bạn uống nước chanh khi đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, như khiến cho dạ dày bị ăn mòn bởi axit, gây ra viêm, loét và thậm chí xuất huyết bao tử. Vì vậy, mọi người chỉ nên uống nước chanh sau khi đã ăn no khoảng 30 phút. Thứ ba, người gai lạnh và mệt mỏi. Đối với những người cảm thấy lạnh hay mệt mỏi thì không nên uống nước chanh, vì càng bị lạnh thêm, mệt mỏi hơn và dễ bị cảm hàn hơn, hoặc có thể cứng các khớp ngón tay và đau dây thần kinh. Bởi chanh có tính hàn, và thay vì uống nước chanh thì khi đó bạn hãy uống trà gừng để ổn định huyết áp và sức khỏe cũng như giảm mệt mỏi. Không nên quá lạm dụng nước chanh, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Thứ tư, người bị tiêu chảy do chế độ ăn. Nếu tiêu chảy do vi khuẩn, uống nước chanh có thể có lợi vì đặc tính kháng khuẩn của nó. Tuy nhiên, trường hợp tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh. Vì trong chanh có lượng axit cao nên sẽ khiến cho tình trạng tiêu chảy của bạn thêm nặng hơn. Vì vậy, hãy thật cẩn trọng khi uống loại nước này. Ngoài ra, khi sử dụng chanh, các bạn cũng cần đặc biệt lưu ý để tránh những sai lầm sau đây. Đầu tiên, đó là vắt chanh bỏ vỏ. Vắt chanh bỏ vỏ là một câu thành ngữ ý muốn nói người A sau khi hợp tác với người B xong rồi phủi công lao của người B. Đây là hành động xấu trên cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bạn có biết rằng, theo thống kê của các tổ chức về sức khỏe uy tín, thì đa số tất cả mọi người đều có những hành động rất giống nhau, là khi sử dụng một quả chanh, chúng ta chỉ vắt lấy nước cốt chanh rồi bỏ vỏ đi. Làm như vậy là sai. Theo một số báo cáo khoa học, thì trong vỏ chanh có hàm lượng dinh dưỡng và tinh dầu rất tốt cho sức khỏe. Do vậy, khi mua chanh tươi về sử dụng để uống, bạn nên kết hợp việc cắt các lát mỏng, sau đó cho vào ly, pha với nước ấm để uống, để tăng cường dưỡng chất, có thể thêm mật ong và cho một ít đá. Thứ hai, pha nước cốt chanh với nước quá lạnh hoặc nước quá nóng. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng đã nghiên cứu và ghi chép lại rằng, chanh tươi có chứa hàm lượng enzyme cao, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng nước quá nóng trên 80 độ C, khi pha nước cốt chanh vào sẽ làm mất hết đi lượng enzyme có lợi. Việc uống ly nước chanh này sẽ mang lại rất ít hiệu quả.
Ngoài ra, một sai lầm tương tự trong việc pha nước chanh đó là chúng ta sử dụng nước đá lạnh từ 0 đến 5 độ C. Việc này sẽ làm cho cơ thể dễ phản ứng lại, gây ra triệu chứng khó chịu. Bạn chỉ nên pha nước chanh với nước ấm vừa đủ bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ và không ảnh hưởng đến dạ dày. Thứ ba, lạm dụng việc uống nước chanh để giảm cân. Nhiều người phụ nữ thường dùng nước chanh để giảm cân. Họ thường uống một cốc nước chanh vào buổi sáng là phương pháp giảm cân yêu thích. Nhưng trên thực tế thì phương pháp này sẽ là thảm họa cho sức khỏe và dễ gây ra viêm loét dạ dày cho bạn. Chính vì vậy, bạn chớ dại mà uống nước chanh vào buổi sáng khi dạ dày trống rỗng, bởi nó gây ra tiết dịch vị dạ dày khiến bụng bạn cồn cao hơn. Đồng thời chất axit trong chanh sẽ làm cho nồng độ pH tăng lên cao. Thứ tư, uống nước cốt chanh đậm đặc. Do nghĩ rằng uống nước chanh nguyên chất thì công dụng giảm cân sẽ tốt hơn, nên nhiều người không pha loãng với nước lọc mà uống nước chanh đậm đặc. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức nguy hiểm với đường tiêu hóa, nhất là với dạ dày. Nếu thường xuyên uống theo cách này sẽ sớm dẫn đến nguy cơ bị viêm loét và thủng dạ dày. Và cuối cùng, thứ năm, dùng nước chanh nguyên chất để trị mụn. Nhiều người có thói quen lấy nước chanh nguyên chất chấm lên da để trị mụn và làm trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, lượng axit đậm đặc có trong nước cốt chanh sẽ làm cho da bị bỏng rát, nốt mụn sưng tấy thêm. Việc làm đó lâu dần sẽ dẫn bạn đến bác sĩ da liễu ngay lập tức để trị các dị ứng mà nước chanh gây ra trên khuôn mặt của bạn. Quý vị thân mến, hy vọng rằng qua video ngày hôm nay, quý vị đã biết cách sử dụng chanh đúng cách để đem đến nhiều lợi ích sức khỏe và phòng chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, hàng ngày quý vị hãy duy trì những thói quen sống tích cực và bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.